giữa miền sông xanh. Muôn kỳ quan hội tụ, tái sinh những tinh hoa ngàn năm, kiến tạo một đô thị đẳng cấp, trẻ trung và hiện đại. Cát tường Westernburn, đô thị giao thương, cộng đồng thịnh vượng. Tọa lạc bên dòng kênh sáng Sà No, ngay trung tâm hành chính tỉnh, một trong 6 phân khu chức năng quan trọng của thành phố Vị Thanh và tỉnh Hậu Giang. Trong đó, khu đô thị trung tâm hành chính tọa lạc bên bờ kênh sáng Sà No là tâm điểm phát triển, nơi giao thương quan trọng của vùng Tây sông Hậu, cùng với hệ thống giao thông huyết mạch, thông thương dễ dàng tới Cần Thơ, Phú Quốc, Kiên Giang, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh. Nổi bật trong tâm điểm kinh tế này là chuỗi dự án Cát tường Westernburn do tập đoàn địa ốc Cát tường làm chủ đầu tư, với vị trí đắc địa tiếp giáp các tiện ích dịch vụ cao cấp của thành phố và không gian sống hiện đại, đẳng cấp. Chuỗi dự án gồm hai khu đô thị Cát tường Westernburn 1 và Cát tường Westernburn 2, quy mô 78 hectare. Tái hiện một Lido Sài Gòn hoa lệ giữa miền Tây, hưởng trọn làn gió mát từ dòng kênh sáng Sà No trong lành. Cát tường Westernburn 1 với kiến trúc tinh tế, độc đáo, chan hòa giữa không gian phủ đầy hoa cỏ, tươi mát suốt 4 mùa với những phân khu ấn tượng. Khu phố thương mại Kim Biên Sapphire sở hữu trung tâm thể thao đa năng Phú Thọ Pearl và liền kề với công viên giải trí thế giới kỳ diệu The Wonderful quy mô gần 1 hectare. Thương mại Phú Nhuận Ruby tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị, thiên đường mua sắm thú vị. Khu phố thương mại Gia Định Toba với những căn biệt thự vườn sang trọng mở ra khoảng trời yên bình và riêng tư tuyệt đối. Kết nối trực tiếp với công viên cầu vồng Rainbow đầy sắc màu và khu khách sạn đa năng Westernburn Hotel sang trọng. Cát tường Westernburn 2, không gian sống của người trẻ thành đạt, nơi sở hữu những tiện ích đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu an cư. Nếu như Bến Thành Norland là không gian sống sang trọng với khu biệt thự và chung cư thấp tầng hiện đại, thì An Đông Donald sẽ là chốn an cư tiện nghi dành cho các gia đình trẻ với trường mầm non Tuổi Hồng Walkit nằm ngay trong khu viên. Cát tường Westernburn 2 sở hữu thiết kế hài hòa giữa kiến trúc sang trọng, hiện đại, nổi bật trên nền thiên nhiên xanh mát của miền sông nước trong lành. Tất cả tạo nên một chốn an cư trên cả tuyệt vời. Một không gian khác biệt kỳ diệu với những tiện ích đẳng cấp, phủ dày cây xanh. Cát tường Westernburn 2 còn gây ấn tượng với công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle. Đây là một trong những công trình văn hóa nghệ thuật tiêu biểu tại đồng bằng sông Cửu Long, được mô phỏng bởi kỳ quan cổ đại nổi tiếng thế giới như tượng thần Zeus ở Olympus, tượng thần mặt trời Rhodes, đại kim tự tháp Giza, lăng Mausoleum, ngọn hải đăng Alexandria, vườn treo Babylon và đền Artemis. Cùng với những vũ điệu nhạc nước đầy sắc màu, lung linh, hấp dẫn và độc đáo, sẽ trở thành điểm đến tham quan du lịch đầy hấp dẫn du khách trên mọi miền đất nước và là bảo chứng gia tăng giá trị cho khu đô thị. Trung tâm thương mại phức hợp The Regina Khánh Ngọc được đội ngũ kiến trúc sư tài hoa lấy ý tưởng từ những khu kinh tế đêm nổi tiếng của thế giới như Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, thiết kế nên và được xem như thiên đường mua sắm, vui chơi giải trí đêm đầy hấp dẫn, lung linh và mê hoặc.
sẽ được thỏa sức mua với các thương hiệu nổi tiếng yêu thích trên toàn cầu, thưởng thức những món ẩm thực đầy hương vị đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, khám phá các trò chơi đầy thú vị tại công viên thể thao và giải trí hiện đại. Thế giới tuyệt vời của trẻ thơ với công viên giải trí trẻ em đầy màu sắc. Phố của những tín đồ yêu sách với hàng ngàn đầu sách đa dạng tại cung đường sách nghệ thuật. Chuỗi nhà hàng, quầy bar, cà phê ấn tượng. Cùng với các buổi biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc với không gian rực rỡ và sống động như lễ hội mỗi ngày. Trung tâm thương mại phức hợp The Regina Khánh Ngọc, điểm dừng chân tuyệt vời của mọi du khách. Tất cả đều được giám sát bằng chuỗi hệ thống camera an ninh 24/24, mang đến một cuộc sống an toàn và trọn vẹn. Các tường Western Burn, không gian sống của người thành đạt. Chốn an cư mơ ước của gia đình trẻ. Nơi đầu tư lý tưởng với tiềm năng sinh lời bền vững. Nơi mở cửa những giá trị mới cho đô thị trẻ. Các tường Western Burn, đô thị giao thương, cộng đồng thịnh vượng.